Hôm nay em review lên sóng cho các bác mình xem cái chiếc xe này nhá. Một mẫu xe form dáng rất là đẹp và đời cũng khá là cao. Và các bác mình có thể là mình bỏ một số tiền ít ra thì mình cũng vẫn mua được cái chiếc xe này. Đấy, còn bao nhiêu bên em hỗ trợ lốt. Đấy, tầm khoảng quanh quanh 100 triệu thôi thì các bác cũng thể là mua được chiếc xe này về dùng rồi nhá. Đấy, anh chủ anh ấy đổi cái chiếc xe Kia Rondo máy dầu số tự động của bên em các bác ạ. Đấy, cho nên là anh để lại cho bên em cái chiếc xe này. Đấy. Con này là con Ranger, Ford Ranger bán tải, sản xuất năm 2016 các bác nhá. Máy dầu số tự động. Đây là số của xe đấy các bác xem. Đây, cần số đây nhá, cần số hiển thị có đèn này. Đấy, đây là hệ thống điều hòa này. Còn đây là chốt cửa trung tâm này, xi nhan đi thẳng này. Màn hình giải trí cỡ lớn mà anh chủ trước đầu tư vào đây là cũng khá là nhiều tiền. Đây, màn hình xịn nha các bác. Chỗ này có túi khí an toàn này. Đấy, cửa gió đẹp. Khóa khiển đây, khóa khiển theo xe các bác nhá. Vô lăng 4 chấu có túi khí được nằm ở giữa vô lăng. Và đây những cái phím này các bác nhìn này. Đấy, phím đàm thoại dành tay rồi phím điều khiển âm thanh rồi cruise control các bác nhá. Đấy, và các bác nhìn nhá, những cái mép của cái phần vô lăng còn rất là đẹp này, không bị mòn này, các bác nhìn này, không bị mòn này. Đó. Và đây các bác nhìn nhá, chiếc xe chạy mới được có mấy vạn km thôi các bác ạ. Quá ít luôn đúng không ạ? Rất là ít luôn. Đây, phần tắp đi 4 cánh của nó rất là tươi và còn rất là mới nhá. Rất bên trong người vẫn còn mùi thơm luôn các bác ạ. Thơm của đặc trưng xe mới đấy ạ. Và cam này cũng là cam xịn nhá các bác. Đấy. Xe đẹp tuyệt đối luôn. Khó có một chiếc xe nào mà đời 2016 còn mới như con này luôn các bác ạ. Đây các bác nhìn nhá. Đấy này. Chân ghế thứ nó không bị han này, vẫn còn chấm sơn màu xanh này. Đây nữa này, móc khóa của xe vẫn còn chấm sơn màu xanh này. Và sắt của xe rất là sáng này. Tem này, tem nguyên hết này. Đấy, nước sơn màu xanh xịn các bác nhá, chứ không phải màu xanh đổi đâu. Xanh xịn. Và nước sơn đấy ạ, sơn zin đấy ạ. À, sơn zin đấy các bác nhá. Các bác nhìn này, rất là sáng bóng, soi được gương luôn. Đấy, soi được gương luôn. Máy số zin, keo chỉ zin các bác nhá. Và máy dầu 2.2 thì ở cái mức tiêu thụ nhiên liệu của cái chiếc xe này đấy ạ. Đấy, đã chạy dầu rồi, đã chạy dầu rẻ rồi mà lại còn ăn ít nữa các bác ạ. Đấy, xe to như này nhưng mà nhiên liệu nó lại rất là ít các bác nhá, chỉ có mấy lít trên 100 km thôi. Đấy, dầu tính ra rẻ hơn xăng rất là nhiều đúng không các bác? Đây, nội thất bên trong này. Cái ghế của xe đấy ạ. Ghế của xe nó là ghế lì zin theo xe nhá. Đây các bác nhìn này, ghế lì zin theo xe được lót một cái áo ghế ở bên ngoài. Đây, lì bên trong còn mới lắm. Đây, vách cửa này các bác nhìn này. Đấy, đẹp chưa? Vẫn chấm sơn này các bác này. Đấy, đẹp chưa? Chỗ này cũng là lý nhá. Đấy, mới chưa này. Đắp ni cánh cửa tì tay này. Đây, nhựa đẹp chưa? Keo chỉ zin nha các bác. Keo chỉ zin toàn bộ này các bác nhìn này. Đấy. Đấy. Lốp dày, chạy thoải mái luôn. Con này có trang bị một cái lắp thùng đằng sau rồi. Lắp thùng thấp nhá. Lắp thùng này là đắt tiền nhất đây. Đấy. Đẹp. Phía sau của xe đây các bác này. Đấy, tên logo rất đầy đủ này. Đấy. Đèn rất là mới này. Nước sơn zin của xe còn rất là nhiều các bác nhá. Nước sơn zin của xe còn đến tầm khoảng 90% luôn các bác ạ. Đèn mới chưa? Đó. Đây các bác mình cùng xem. Đây nội thất ở trong đây nhá. Ở phía bên đây thì em cũng sẽ quay kỹ cho các bác mình xem luôn. Đấy. Nếu các bác trả góp thì các bác bỏ ra với số tiền tầm khoảng 100 triệu thôi là các bác mua được. Còn thì nếu mà mình bỏ thắng ra thì em cũng sẽ ghi giá ở tiêu đề luôn nhá. Ghi giá tiêu đề để cho các bác mình thấy. Con này form mới rồi, từ 2015 trở lên thì dòng xe Ford Ranger cũng đặt tên form mới rồi các bác nhá. Đây, các bác nhìn này. Đấy, phần đầu của xe đây, form mới nhìn độ chất của còn rất là ok luôn đúng không ạ? Nhìn rất là chất. Đèn pha như mới luôn, đèn pha cho đến đèn hậu, cho đến nước sơn các bác nhìn này. Đấy, trời thì bắt đầu tối rồi nhưng mà bác vẫn nhìn thấy đúng không ạ? Bây giờ thì em sẽ quay kỹ, quay chi tiết, quay làm sao rõ ràng nhất các bác cắm về cái mẫu xe Ford Ranger bán tải này bên em nhá. Mẫu xe đa dụng, chở người chở hàng thoải mái luôn. Đấy, chở người chở hàng thoải mái đúng không? Máy dầu siêu kinh tế, siêu tiết kiệm. Đấy, siêu lành, siêu bền đúng không? Và phụ tùng thay thế dễ và rẻ đúng không? Dòng này thì các bác biết rồi. Đây nhá, em quay kỹ các bác xem nhá. Keo chỉ đây. Đấy, keo chỉ mép quanh cửa đây. Những cái bu lông ốc vít đây các bác nhìn này, vẫn còn đen xì luôn đúng không ạ? Đây nhìn này, các bác nhìn này. Đấy, rất là mới. Đây, da này không có hiện tượng bị kém luôn. Cái phần vị trí tì tay lắm bám này. Đây, không bị kém luôn. Đây nó này, nỉ zin nha các bác. Đấy, đắp đi cánh cửa này. Đấy, đẹp chưa? Đây các bác nhìn này, đẹp chưa? Vách cửa này ok luôn đúng không ạ? Nội thất rộng rãi, sàn bọc da.
Đấy, ghế lý được bọc áo ghế bên ngoài rồi. Đấy, chỗ này thì em cũng đã quay, bây giờ em quay qua một chút thôi. Đấy, đấy em quay kỹ, à đấy em quay qua, còn bây giờ là em quay kỹ nhá. Đấy, quay kỹ hơn nữa chú bác ngắm. Đấy, các bác xem, chỗ này có cái cổng nghe nhạc ở dưới đây các bác này. Còn đây là cốp đồ này. Đấy, sách hướng dẫn của xe là vẫn còn nguyên nhá. Đấy, còn nguyên sách hướng dẫn luôn các bác nhá. Và trần của xe vẫn là trần lý zin nguyên bản nhá, còn căng đẹp nha các bác. Ở dòng bán tải này thì tôn vỏ cũng khá là dày, đây các bác nghe em có này. Đấy, không mỏng manh, không mỏng manh như là một số những chiếc xe khác đâu các bác nhá. Và các bác yên tâm là không bị bả. Đấy, không bị va quẹt mà, cho nên là nó không bị bả nha các bác. Đây các bác xem. Đấy, và tắt đi cánh cửa này. Ok chưa? Đấy, quay kỹ nhá. Từ cái gioăng của xe còn rất là mới luôn, các bác nhìn này. Mép cánh cửa keo chỉ của nó này, lòng trong sơn zin các bác nhá. Và những bu lông này các bác nhìn này, không bị kém xấu thế nào cả. 2016 nhưng mà không phải là con xe nào cũng được mới, có được đẹp như con xe này các bác nhá. Không phải con nào cũng được đẹp như vậy đâu. Đây các bác nhìn xem. Trời tối rồi cho nên em sẽ quay nhanh ở bên trong nội thất các bác xem nhá. Đấy, tiếp đóng cửa lại quay các bác mình xem sau. Đi quay cả gầm, cả máy luôn. Đấy, la giống đúc là nguyên bản theo xe các bác nhá, theo xe luôn. Đây đây là phần nóc của chiếc xe. Tiếp quay phần sơn xi bỏ bẻ bên ngoài cho xe xong. Chiếc này cũng đã được dán tem rồi các bác này. Đấy, dán tem rồi. Bác nào thích thì mình bóc ra, còn thì mình có để nguyên được. Để nguyên thì em thấy đẹp hơn đúng không ạ? Đây phần mép bên cửa đây các bác này. Đấy, nhìn này các bác này, mới chưa? Phần tắt lên cánh cửa này. Đấy, da này là da xịn nhá, không bị xấu, không bị mòn, không bị rách, không bị bóng đúng không ạ? Đấy, chỗ này lì zin này. Đấy, tắt lên cánh cửa này, các bác nhìn này, rất là mỡ màng, tươi tắn luôn. Đây, đấy, các bác xem nhá. Đây, các bác nhìn này, rút qua đây. Tán cột kèo zin hết. Các bác yên tâm nhá, tính tán cột kèo zin hết. Đây nha các bác. Rất đẹp luôn, rất mới luôn đúng không ạ? Chẳng khác gì những chiếc xe đời cao. Em quay kỹ như này thì các bác thấy được xe này đẹp như nào rồi đúng không ạ? Chỗ này có loa nhá. Đây, chỗ này vách cửa nhá. Đây, em quay gần một chút. Tự nhiên cái gì nó bay vào các bác ạ, nó bay vào miệng. Dạ vâng. Ở chỗ này đốm đốm tại vì lấy em rửa nó bắn đi nước vào mà. Đây là bốn kính điện này, kính này là kính auto một chạm nhá. Đây lắm cái bám của xe đây. Đấy, có bậc bệ bước lên bước xuống này các bác nhìn này. Từ cái bậc bệ lên xuống của xe là vẫn còn mới luôn đúng không ạ? Vách cửa này bù lông ốc vít sáng choang, nó chấm sơn màu xanh, bị vong tin làm. Vô lăng nãy em quay rồi đúng không ạ? Còn đây là gương chỉnh điện của xe nhá. Đây cửa gió này. Đây bật chìa khóa nhá. Đây bật chìa khóa cho các bác xem đây. Đấy. Rồi bây giờ thì em sẽ tiến hành mở cái khoang máy, xong là mở cả cái rồi đóng hết cửa lại quay bác xem phần sơn xi, phần vỏ vẻ bên ngoài. Đây các bác nhìn xem. Đấy, nước sơn của xe rất là bóng đẹp nhá, rất mới. Không bị bả mặt tít đâu các bác nhá. Đây, các bác cùng đón xem. Để em quay kỹ một chút này, quay gần một chút này. Đấy, như mới luôn. Ban tối bật lên rất là sáng nhá. Đây, mặt nạ ga lăng đây. Biển Hải Phòng, tên cư nhân, chính chủ. Bác nào mà mình muốn sang tên đổi biển, bên em hỗ trợ cho, bên em làm cho. Bên em hỗ trợ đầy đủ khi nào mà ra tên được thôi các bác nhá. Đấy, bên em hỗ trợ cả vận chuyển nữa, hỗ trợ ship xe, vận chuyển xe trên toàn quốc. Các bác ở đâu bên em cũng có thể ship xe đến cho các bác được. Để các bác xem nốt cái phần bỏ bên ngoài rồi đi tầm máy nhá, tối mất các bác. Em quay thời điểm này hơi tối. Đây các bác ngắm này, rất chất luôn các bác, mới lắm các bác ạ.
mới khét luôn. So với đời thì cũng không có nhiều những con xe đẹp mới như thế này đâu. Các bác xem gầm sàn nhá. Đây này gầm sàn đây này các bác này. Con này sử dụng máy dọc cầu sâu 2.2. Máy dầu 2.2. Bây giờ em quay máy này. Các bác chờ em một chút, em mở cabo lên cho các bác xem nhá. Đây máy đây các bác này, máy đẹp lắm, máy đẹp cực kỳ luôn, sáng, tem nguyên này các bác này, máy này, nước của xe vẫn còn đỏ chót đúng không ạ? Đây, khoang động cơ đây nhá, kia là cục phanh ABS này, máy vẫn còn chấm sơn này các bác này, vẫn chấm sơn màu vàng này, kia màu xanh màu đỏ kìa, đúng không ạ? Đây, cabo đây nhá. Chi tiết như vậy cho các bác mình xem đấy ạ. Mẫu xe đa dụng, có thể phù hợp với rất là nhiều đối tượng đúng không ạ? Và đi những mẫu này thì bao giờ cảm giác cũng sẽ khỏe khoắn hơn. Đây gầm sàn các bác này. Bác nào bệnh hóa, bệnh mộc đi màu xanh thì quá ok đúng không ạ? Nắp thùng thôi nhá, em cũng sẽ mở nắp thùng ra cho các bác mình xem luôn. Đấy, lắp thùng đây, mở ra như này này. Đấy, và mở lắp nữa nhá, mở lắp nữa các bác bấm đây, kéo ra như này. Thùng của xe anh chủ đi rất là giữ gìn cho nên là không bị xước thùng. Thùng của xe là cái nhựa dẻo bên trong mà, cho nên là nếu mà ai không cẩn thận là xước ngay. Con này của em là không bị xước nhá. Đẹp lắm. Đẹp dã man luôn. Dạ vâng, video về chiếc xe Ford Ranger bán tải này em quay xong rồi. Bác nào quan tâm liên hệ sớm để được chốt giá đẹp cho con xe này nhá. Theo ba số điện thoại là 0938586307 và 0389000555 và số 0335838389 kết nối Zalo để được tư vấn nhiệt tình và chi tiết các bác nhá, rõ ràng hơn, cụ thể hơn về xe này hoặc là những con xe khác bên em. Và giới thiệu với bác là bên em hiện tại là đang có là 5 con bán tải liền nhá, 5 con. Một con thì giá 120 này, rồi giá hơn 400, hơn 500, rồi hơn 700 triệu. Hơn 700 triệu là bản đủ các bác nhá, và đủ 3.2 2 cầu. Biển Hà Nội màu cam hơn 700 triệu các bác nhá. Chi tiết như nào thì các bác hãy liên hệ cho bên em theo ba số đó. Gửi hình gửi video qua Zalo luôn. Giá cả của con xe này hay là tất cả những con xe khác của bên em thì vẫn còn thương lượng các bác nhá. Vẫn còn thương lượng giá chứ không phải là để nguyên giá đâu. Bác mình cứ yên tâm là ok như vậy. Đấy. Vâng, em đã quay xong, xin được tạm dừng và kết thúc. Các bác hãy nhớ ủng hộ em trong video lần sau nhá.